Cô ơi cô, cô làm ơn giúp cho tôi vài đồng đi, tôi đói quá, tôi khát quá cô ơi. Tôi quỳ gối tôi xin cô đấy cô. Anh làm cái gì vậy, anh đứng dậy đi. Nhưng mà tôi đói quá cô ạ, cho tôi xin vài đồng đi. Này, anh cầm lấy tiền, đi mua gì đó ăn đi. Bây giờ tôi có việc, tôi phải đi trước rồi. Lát nữa tôi xong việc, tôi quay lại tôi tìm anh sau. À, đau quá, tôi đau quá cô ơi. Anh bị làm sao vậy? Tôi không biết là cô giúp tôi vậy, tôi đau bụng quá. Sao tôi đứng dậy đi, tôi đưa anh đi bệnh viện. Này, thằng chó, mày dám ôm Nghĩa cơ à? Anh làm gì vậy? Tự nhiên ra đây đánh người là sao? Cô nói cho cô biết, cô là vợ sắp cưới của tôi, giữa ban ngày ban mặt ôm một thằng khác, không thấy xấu hổ à? Tôi ra, tôi đau. Này, tôi không biết anh là ai, nhưng anh đánh phụ nữ như vậy là không được. Anh có còn là đàn ông nữa hay không hả? Nó là vợ sắp cưới của tao, tao làm gì là việc của tao. Còn mày, tránh ra chỗ khác, đừng có mà xen vào, không thì không xong với bố mày đâu. Tôi không tránh ấy thì sao? Mày! Anh làm gì hả? Sao phải đánh người như thế nhở? Đó là gì của cô? Mà sao phải bênh thế? Anh ấy là người yêu của tôi đấy. Với lại nhá, tôi sẽ không bao giờ đồng ý kết hôn với cái loại người vũ phu như anh đâu. Chúng mày được lắm. Nhớ cái mặt tàu đấy. Anh có bị đau ở đâu không? Thì có bị chảy máu ở đâu không? Tôi không sao đâu. À mà vừa rồi anh bảo với tôi là anh bị đau bụng mà. Thế bây giờ còn đau nữa không? Để tôi đưa anh đi viện nhé. Cô nhắc tôi mới nhớ, tôi vẫn còn đang đau đây này. Tôi đi với tôi, tôi đưa anh lên viện. Đi. Anh ngồi xuống ở đây đi, tôi lấy nước cho anh. Nhà mình có cái mùi gì hôi. Này này, sao anh lại ở trong nhà tôi? Cái tên điên kia, ai đã dẫn anh vào đây hả? Tôi có phải anh cố tình vào đây để ăn trộm cái gì nhà tôi đúng không? À, tôi... Cút ra khỏi nhà tôi! Trúc, anh làm gì vậy? Thả anh ấy ra. Hóa ra cái tên này là do chị đưa về đúng không? Thì tại vì chị thấy anh ấy không có chỗ nào để đi cả, cho nên chị mới đưa về ở tạm vài hôm thôi. Này, chị bị ám đầu đấy à? Tự nhiên đưa cái tên ăn mày về đây, ám mùi hôi cả căn nhà này rồi đấy. Em đừng có nói như vậy. Dù sao anh nghĩ cũng chẳng có nơi nào để đi cả. Bây giờ chị em mình làm việc thiện đi em. Này, tôi nói cho chị biết nhá, chị cũng chỉ là đang ăn nhờ đậu ở nhà tôi thôi, cho nên là biết thân biết phận vào. Một là chị đuổi nó đi, còn hai là cả hai người cút khỏi nhà của tôi. Trúc ơi, chị xin em, chị cầu xin em đấy. Em muốn chị làm gì cũng được, nhưng mà em đừng đuổi chị và anh ấy ra khỏi nhà được không? Nếu như muốn cho anh ta ở lại đây thì anh ta phải làm người hầu không công cho tôi. Được. Chỉ cần tôi được ở lại đây thôi. Cô muốn sai bảo tôi cái gì cũng được, việc gì tôi cũng làm. Tôi bảo này, nhà tôi hiện tại đang có một phòng trống, anh ở tạm đó nhá. Còn bây giờ anh đi rửa mặt mũi chân tay đi. Cảm ơn cô, cảm ơn cô đã cứu mang tôi. Không có gì đâu, bây giờ tôi có việc tôi phải đi rồi. Có việc gì mà không hiểu ấy thì anh cứ hỏi Trúc nhá. Chiều này đúng là hiệu quả thật. Vì Nam đâu? Vì Nam đâu rồi? Dạ, cô gọi tôi ạ. Lấy chổi, quét cợ cái đống rác này đi. À, dạ vâng ạ. Mà này. Dạ. Dọn xong cái chỗ đấy, đi lấy nước ngâm chân cho tôi nhá. Dạ vâng ạ. Nước ngâm chân của cô đây ạ. Ui giời ơi, nóng thế, định luộc chân tôi đấy à? Lấy thêm nước lạnh vào đây. Dạ vâng vâng. Tạm bồn rồi đấy. Dạ vâng ạ.
Mà này, bóp chân cho tôi đi. Nhưng mà... Sao? Bóp chân hay bị đuổi việc? À vâng vâng vâng, tôi bóp chân ngay ạ. Anh Nam, anh làm cho gì vậy? Còn cái chút nữa, tại sao lại anh Nam quỳ gối ở đây? Anh là đàn ông con trai, anh làm cái trò này à? Làm sao? Anh ta là người hầu trong cái nhà này, tôi bảo anh ta làm gì, anh ta cũng phải làm, chị hiểu chưa? Anh đừng quá đáng như vậy nhá. Anh Nam đến đây ở nhờ, chứ không phải làm kẻ hầu người hạ của em đâu. Nếu như anh ta không đồng ý thì có thể cầm ba lô và cút khỏi đây. Em... Thôi, tôi không sao đâu. Tôi chỉ cần được làm việc ở trong nhà này thì việc gì tôi cũng dám làm. Nhưng mà... Tôi không sao thật mà. Anh Nam, chuyện sáng nay em muốn thay mặt Trúc xin lỗi anh. Con bé đã được nuôi chiều từ nhỏ cho nên cư xử như vậy. Anh bỏ qua cho nó nhé. Không sao đâu mà. Anh đã nói là không có vấn đề gì đâu. Còn cái việc mà em nhờ anh giả làm bạn trai của em ấy, khi nào mà xong việc, em hứa với anh, em sẽ trả thù lao cho anh đầy đủ. Việc đó anh làm không công còn được. Dù sao thì đấy cũng là mong muốn của anh mà. Anh nói vậy là sao ạ? À, không có gì đâu. Lan Anh đâu rồi? Mau ra đây cho tôi. Anh Kim, tại sao... anh đến đây giờ này? Cô giỏi lắm. Nếu như tôi không đến đây thì làm sao biết được cô dám dẫn trai về nhà. Cô nói đi, mối quan hệ của cô và nó thế nào? Này anh kia, anh hành xử cho đáng mặt đàn ông đi. Hết lần này đến lần khác anh đánh Lan Anh như vậy mà chấp nhận được à? Mày câm mồm vào. Mày đã cướp người yêu của tao, mày còn dám lấy mặt xích đời à? Anh Kim, tôi đã nói rất rõ ràng với anh rồi, tôi không hề yêu anh. Anh đừng có ép tôi vào cuộc hôn nhân không có hạnh phúc này nữa. Tôi đã nói rồi, công ty của bố mẹ cô đang nằm trong tay tôi. Chỉ cần một cuộc gọi điện thoại thôi thì cả gia đình cô sẽ ra đảo. Ôi giời, làm gì mà đêm hôm mà mỹ thế à? Không để cho anh ngủ à? Trúc, em đi rồi, em mau phân biệt đúng sai đi. Con chị em nó đang đòi hủy hôn đây này. Em mà không khuyên bảo nó thì cả gia đình em không sống yên đâu. Anh ấy, có cái gì mà anh cứ phải làm ầm ĩ thế à? Có mỗi chuyện nhỏ như thế thôi và cứ làm loạn hết cả lên. Còn cả chị nữa, hôn nhân đã được sắp đặt như thế rồi, bây giờ chị có định giở trò gì nữa? Bố mẹ tôi nuôi chị ăn học bao nhiêu năm, bây giờ chị định đối đáp gia đình nhà tôi như thế à? Chị định để cả gia đình nhà tôi ra ngoài đường ở đấy à? Trúc, tại sao em có thể nói chị như vậy? Tôi không cần biết. Bây giờ ấy, chị lo mà dùng cái thân của chị để báo đáp gia đình nhà tôi đi. Có mỗi thế thôi mà đêm hôm còn để loạn cả nhà lên. Bố mau thu xếp đi, đám cưới nhất định phải diễn ra. Còn anh, cái gì thì cứ bình tĩnh rồi giải quyết. Anh về đi, để chị ta đấy em xử lý cho. Không ai dám cướp cô dâu của anh đâu mà sợ. Thôi được rồi, anh trông chờ cả của em đấy. Em về đây. Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi đi ngủ trước đây, nói chuyện với chị sau. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi phải làm gì thì mới có thể thoát được cái cuộc hôn nhân này? Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô. Thế anh có cách gì à? Anh giúp tôi với. Chúng ta kết hôn đi. Sếp ơi, anh đâu cả tháng mà em liên lạc không được á. Mà công ty thì bao nhiêu việc, anh không về công ty đi ạ? Chẳng phải là tôi đã giao hết quyền quyết định cho cậu rồi hay sao? Đừng có việc gì cũng phải kêu tên tôi vào, gì cũng đến tay tôi. Thì em biết là thế, nhưng mà chủ tịch không có ở công ty, công ty như rắn không đầu, em xoay việc như trong chóng. Thôi em xin anh đấy, anh về công ty đi ạ. Được rồi, tôi giải quyết xong chuyện cá nhân thì tôi khắc về. Và tôi có việc giao cho cậu đây. Đã có vụ gì đây ạ? Cậu giúp tôi điều tra thông tin của một số người này, tôi sẽ gửi qua điện thoại cho cậu. Còn bây giờ là tôi có việc rồi, tôi phải đi trước đây. Cậu tự mà lo liệu đi nhá. Sếp, sếp ơi. Trời ạ, lại một đống việc lên đầu.
Hóa ra anh ta không phải là một tên ăn xin như mọi người nghĩ. Chủ tịch, xem ra gia thế cũng không phải dạng vừa. Anh nhất định phải thuộc về tôi. Chào cô, tôi đang lau dọn nhà cửa, tại sao cô lại... Từ bây giờ anh không cần phải dọn dẹp nhà cửa nữa đâu. Sao tự dưng cô lại... Kể từ hôm nay, anh chỉ cần chiều chuộng em, yêu thương em, như thế là đủ rồi. Hôm nay không có ai ở nhà, hai chúng ta vào phòng ngủ nhé. Kiểu cô Trúc, tại sao cô lại nói vậy? Ngày mai tôi và Lan Anh đi đăng ký kết hôn rồi. Tại sao? Ai cho phép hai người đi đăng ký kết hôn hả? Tôi thật sự yêu Lan Anh. Có thể cô ấy không biết điều này, nhưng tôi rất yêu cô ấy. Rốt cuộc, rốt cuộc chị ta có cái gì hơn tôi? Tại sao hết người này đến người khác đều yêu thương chị ta mà không một ai yêu thương tôi chứ? Trúc, thế có chuyện gì vậy? Chị là đồ khốn ạ. Tại sao chị lại cướp tất cả mọi thứ thuộc về tôi thế hả? Em, tại sao em lại đánh chị? Với lại chị cướp cái gì của em? Tôi nói cho chị biết, chị lo liệu về kết hôn với anh Kim đi. Nếu không tôi sẽ mắc với bố mẹ. Đến lúc đấy để xem bố mẹ từ mặt chị, xem chị sống thế nào. Nhưng mà chị không hề yêu anh ta. Chị không yêu anh Kim. Vậy người chị yêu là anh Nam, có đúng không? Lúc trước thì chị cướp tình yêu của bố mẹ dành cho tôi. Còn bây giờ thì chị cướp đi người mà tôi yêu thương nhất. Chị có còn là con người nữa không? Em thích anh Nam á? Đúng vậy. Nếu chị còn có ý định cướp anh ấy khỏi tôi thì đừng có trách tôi. Tôi sẽ không nể tình chị em với chị nữa đâu. Con bé nó bị làm sao vậy nhở? Nó bảo nó thích anh. Anh cũng không rõ nữa. Anh cũng không biết tại sao cô ấy nói như vậy. Có lẽ cô ấy gặp chuyện gì cho nên nói linh tinh thôi. Em đừng suy nghĩ gì cả. Ngày mai mình sẽ vẫn giữ kế hoạch. Anh và em vẫn sẽ đi đăng ký kết hôn. Cô Trúc, cô làm gì vậy? Tại sao lại lôi tôi vào đây? Anh Nam, em rất thích anh. Anh hãy làm mình vui nhé. Anh Nam, tại sao anh lại ở đây? Tại sao hai người lại ở trong phòng ngủ với nhau? Lan Anh, em nghe anh nói đi. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Khốn nạn. Hóa ra là anh lợi dụng chuyện này để anh làm với cái trò bẩn thỉu này à? Tôi quá thất vọng với anh rồi. Lan Anh, mọi chuyện không nghiêm nghị đâu mà, nhanh giải thích đi. Anh cút ra khỏi nhà của tôi. Cút nhanh. Cảm giác thế nào? Cảm giác nhìn thấy chính người mình yêu thương lên giường với tôi, ngay trên chiếc giường của chị. Chắc là chị cay lắm nhỉ? Tôi đã nói rồi, anh Nam sẽ phải thuộc về tôi. Hóa ra là anh lừa dối tôi à? Anh không phải là người vô gia cư, cũng chẳng phải là ăn xin. Nhìn bộ dạng của anh như vậy, chắc hẳn anh là một người giàu có đúng không? Lan Anh, em nghe anh giải thích đã. Mọi chuyện là... Chuyện là anh đã lừa dối tôi. Anh tiếp cận tôi với mục đích gì? Anh nói đi. Anh muốn làm trò đối bại với chị em chúng tôi đúng không? Không phải Lan Anh ạ. Thật sự anh đã biết em từ trước. Anh rất thích em. Nhưng mà anh không biết làm cách nào để nói chuyện với em, cho nên anh mới phải làm như thế. Anh bảo là anh thích tôi, anh biết tôi. Đúng vậy. Anh thật sự đã yêu em Lan Anh ạ. Còn chuyện ở trong phòng ngủ là do Trúc lừa anh vào. Chứ anh không phải là loại đàn ông như thế đâu. Em đừng nghĩ như vậy. Nhưng mà có thật sự là anh không lừa dối tôi đấy chứ? Anh thề tất cả những điều anh nói đều là sự thật. Nếu em không tin, anh có thể thề độc. Thôi, tôi tin anh. Nhưng mà cho dù tôi có tin anh hay không thì tôi và anh cũng không thể nào mà đến được với nhau đâu. Có phải là vì chuyện của Kim đúng không? Em yên tâm, chuyện đó để anh giải quyết cho. Kể cả chuyện công ty gia đình em nữa.
anh cũng sẽ lo. Em đừng bận tâm đến chuyện đó nữa. Khốn nạn, họ vẫn còn ung dung bên nhau như vậy được sao? Xem ra mấy cách cùi bắp như vậy vẫn chưa ăn thua. Mình phải tìm cách khác rồi. Trung này, tại sao hôm nay em lại có hứng thú hẹn anh ra đây thế này? Anh rất thích chị em và rất muốn cưới chị ta về làm vợ. Đúng. Ngoài là anh ra thì anh sẽ không cưới ai cả. Vậy được, em sẽ giúp anh. Miễn sao tách được Tên Vi Nam và Lan Anh ra là được. Em có cách gì thì cứ kể cho anh nghe. Được chưa? Đừng nói với anh là em cũng thích thằng ăn mày nghèo hèn đấy. Nó không nghèo như anh nghĩ đâu. Chuyện của anh thì anh lo đi, đừng xem vào chuyện của em. Được, vậy thì chúng ta triển khai luôn thôi. Trúc, em đi đâu? Tại sao lại ở đây giờ này? Chị còn hỏi tôi câu đấy à? Rõ ràng là chị biết tôi thích anh Nam, vậy mà chị còn cố tình hớt tay trên của tôi. Trúc, em nói linh tinh cái gì vậy? Anh chưa hề có một chút tình cảm nào với em cả. Anh thôi đi, chị ta là người sắp có chồng rồi đấy. Anh mù quáng một vừa thôi. Tôi sẽ không để hai người kết hôn với nhau đâu. Trúc, dù sao chị và em cũng là chị em với nhau. Tại sao em có thể ăn nói như người dưng nước lã vậy? Với lại chị và anh Nam yêu nhau, chị hy vọng em hãy chúc phúc cho anh chị đi. Chị đừng có mơ. Chị quên ngày xưa chị đã hứa những gì với bố mẹ tôi rồi à? Chị hứa chị sẽ nhường tất cả mọi thứ, miễn là những gì tôi muốn. Còn bây giờ thì sao? Ngay cả người tôi yêu chị còn cướp đi. Cái đấy không thể nào mà nhường được. Chị có thể nhường cho em mọi thứ, nhưng mà trong chuyện tình cảm thì không thể nào mà nhường được. Với lại em không hề yêu anh Nam, em chỉ vì đố kỵ với chị cho nên em muốn tranh giành anh ấy thôi. Tôi không cần biết. Tất cả mọi thứ thuộc về chị đều phải thuộc về tôi. Em phải làm gì thì con bé nó mới chịu hiểu vấn đề đây. Anh cứ bình tĩnh, anh tin rằng rồi từ từ con bé nó sẽ hiểu thôi. Để xem lần này chị còn mặt mũi nào mà nhìn anh Nam nữa không? Sao lại thấy đau đầu chóng mặt thế này nhỉ? Của anh cả đấy. Tha hồ mà hưởng thụ. Cảm ơn em. Không ngờ em lại thông minh như vậy. Nếu như biết mọi chuyện sớm hơn thì có lẽ là bây giờ Lan Anh đã là vợ của anh rồi. Thôi, anh lên giường đi. Để em còn chụp lại bằng chứng. Sau này sẽ có lúc cần phải dùng tới. Cô nói đi.
Lan Anh đang ở đâu? Các người đã làm gì cô ấy rồi? Anh bình tĩnh đi. Giờ này có khi chị ta đang ân ái với anh Kim rồi cũng nên. Các người dừng lại ngay. Nếu Lan Anh có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho các người đâu. Lan Anh, Lan Anh, em ở đâu? Không ngờ anh lại tới đây nhanh như vậy. Cô nói đi, Lan Anh đang ở đâu? Cô ta đang ở trong phòng. Nhưng mà anh đừng vào đấy, kẻo lại đau lắm. Lan Anh! Tại sao mày dám làm như thế ạ? Trúc, tại sao nó lại ở đây? Phải gọi anh ta tới đây để mà chứng kiến cái cảnh hạnh phúc này chứ. Sao? Anh đã làm gì chị ta chưa? Anh đúng một cái đồ vô dụng. Lâu như thế rồi mà vẫn chưa làm gì chị ta. Lan Anh, tỉnh lại đi em. Lan Anh, tỉnh lại đi. Sao anh lại ở đây? Em đau đầu quá. Bọn họ đã bỏ thuốc để hãm hại em đấy. Anh Kim, sao anh ở đây? Rốt cuộc anh làm gì tôi rồi? Tôi chưa làm gì cô cả. Là do Trúc đã xúi giục tôi. Cô nói đi, tại sao cứ phải là Lan Anh? Tại sao lại cứ ép cô ấy như thế à? Là vì tôi yêu cô ấy. Gia đình cô ấy đã đồng ý cả cô ấy cho tôi để cứu lấy sự sống của công ty rồi. Đến giờ phút này, cậu nghĩ cậu là ai mà có thể bảo vệ được công ty của gia đình Lan Anh? Cậu kiểm tra điện thoại của mình đi. Tôi có một món quà muốn dành cho cậu đấy. Công ty của tôi sao mà phá sản được? Rốt cuộc anh là ai? Cậu làm việc lâu năm trong kinh doanh như thế mà cậu không nhận ra tôi à? Tôi chính là Vinam, chủ tịch công ty SVM, người nắm giữ 50% cổ phần trong công ty của cậu. Tôi đã rút hết vốn đầu tư rồi. Cậu về mà lo hậu sự cho công ty của mình đi. Nam, chủ tịch Nam, tôi thật sự không biết anh là chủ tịch mà anh dương cao đánh khẽ. Tôi sẽ trả lại Lan Anh cho anh. Tôi chưa làm gì cô ấy cả. Cút ra khỏi đây. Chuyện đầu tư hay không, tôi sẽ xem xét lại. Còn bây giờ, biến khỏi tầm mắt của tôi. Tại sao? Chị làm gì em? Mà em lại đối xử với chị như vậy? Tại sao lại có thể hận chị như vậy? Tại sao? Bởi vì tôi ghét chị. Tôi hận chị. Tôi không muốn chị xuất hiện trước mặt của tôi nữa. Vậy thì từ nay về sau, chị và em sẽ không có mối quan hệ gì nữa. Chị sẽ đi cho em vừa lòng. Mình đi thôi. Mày đang làm cái gì thế này? Tình hình em và Trúc thời điểm này sao rồi? Hai chị em đã làm lành với nhau chưa? Thì con bé nó cũng biết sai và nó đã xin lỗi em rồi anh ạ. Cũng may là nhờ có anh thì chị em mới hiểu nhau và thông cảm cho nhau được như bây giờ. Vậy thì tốt quá rồi. Em không ngờ là từ ngày có anh ấy, thì cuộc đời của em mới có thể bước sang một trang mới. Chứ nếu không, bây giờ em đã phải lấy một người mà em không yêu rồi. Em cảm ơn anh nhé. Bây giờ xong xuôi hết mọi chuyện rồi, anh và em có thể cùng nhau sống một cuộc đời hạnh phúc.